Ôm vào và nó một gãy luôn. Gãy luôn tần này với ông anh luôn. Tập trung. Nhưng tần đó phải tập trung ăn quân trước. Tập... X-Wash xịt khử khuẩn ion kiềm an toàn cho bạn. Rồi và thế như vậy trở lại với trận thi đấu đầu tiên trong buổi sáng thi đấu ngày hôm nay. Trận đấu solo giữa game thủ Hồng Anh và cầu thủ số 1 thuộc khuôn khổ giải đấu AOE. Vâng, 9 chung kết năm 2020 lượt thi đấu thứ 6. Trong 5 lượt thi đấu vừa qua thì Hồng Anh đã giành chiến thắng 4 trên 5 lượt. Vâng, giành chiến thắng trước Hề Hề với tỷ số 9-4, giành chiến thắng trước game thủ Hoàng Mai Nhi 7-6, giành chiến thắng trước game thủ BB. À đâu, anh thua trước game thủ Chim Sẻ với tỷ số là 3-10. Thắng trước game thủ BB với tỷ số 8-5 và thắng trước game thủ Xuân Tứ ngày hôm qua với tỷ số là 7-6. Hôm nay đấu với Nobot, một game thủ vâng chưa có một điểm nào. Chưa có một điểm nào sau 5 vòng đấu. Liệu rằng ngày hôm nay thì game thủ Hồng Anh và game thủ Nobot ai sẽ là người có điểm? Nobot có phải lần đầu tiên có điểm hoặc Hồng Anh liệu có bị sẩy chân hay không thì chúng ta hãy cùng chờ đợi. Hello toàn thể mọi người, xin chào toàn thể anh em. Để tên bấm like chia sẻ cho tụi anh nha mọi người ơi. Vâng, đầu trận này xin dành một chút thời gian cho quảng cáo sàn vân gỗ lõi đá SPC V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Vâng, cảm ơn X-Watt, sản phẩm tẩy rửa không hóa chất duy nhất tại Việt Nam ứng dụng công nghệ ion kiềm Nhật Bản, an toàn cho cả làn da em bé. Vâng, Pơ và Xiang thì chắc chắn Xiang cửa trên, còn Pơ chưa nhìn thấy cửa để đánh chết Xiang đâu. Một bài đấu mà cả kia là vâng Pơ mắc bình. Vâng, cần bài Pơ mắc bình, nhưng bài Pơ vừa mạnh trong lượt thi đấu đầu tiên này có vẻ đang hơi xấu. Xin chào mọi người nha. Chất lượng kém quá. Sẽ thế nhỉ? Alo, alo, lên lại chưa anh em ơi, lên lại chưa ạ, alo, mọi người chỉnh lại giúp mình cái anh em ơi. Được chưa ạ, bạn nào mà thấy được thì có một anh em nha. Anh em thử F5 lại xem nào, mọi người thử F5 lại giúp mình cái. Và em khán giả F5 lại anh em nha. Mọi người F5 lại giúp mình. F5 lại. F5 lại thì xem nó sẽ không giật, vừa rồi mình để cao quá. Đâm ra là nếu anh em là mạng yếu thì khả năng là không xem được. Và nó sẽ giật lag. Mình vừa chỉnh lại rồi. Rồi, ok, một bài đấu mà cái tụi anh kia đời không sớm. Persian đánh bài chém ở nhà trong quá trình chuyển A. Cái tụi một có lẽ rằng cũng sẽ đánh chém tôi. Chứ có lẽ rằng tôi cũng nghĩ là game thủ đấu một sẽ người đến cùng trong trận đấu này. Hello toàn thể mọi người. Mọi người xem lại xem đã đỡ đơn chưa mọi người, đơn chưa mọi người ơi. Donna,
Vâng, thế như vậy là No 1 là người chọc Hồng Anh trước. Hồng Anh đánh trò thủ với Siêng, đánh 25 dân, kịch đời rất sớm. Vậy em nào mà xem bị mờ thì mọi người thoát hẳn ra xong mọi người vào lại từ đầu mọi người nhá. Chứ bây giờ thì mình vừa rồi đã chỉnh lại rồi. 27/28 tặng cờ cũng chưa mất gì. Bài này nó một định chắc chắn sẽ có cung đờ thôi. Cũng sẽ thủ phù và có cung đờ. Đấy là chiến thuật của người một. Xwatch xịt khử khuẩn ion kìm an toàn cho bạn. Vâng, không hiểu nó một ở đâu đây rồi, nó một trên 12 giờ. Bài kiểu gần như này nó một công phù lên là cái tù của anh rất dễ hoảng. Bài của anh đang chân đứng ra ruộng và đang trong quá trình chuyển A. Chuyển A đi, kích xịt cung A rồi. Thế trận chưa nói trước điều gì. Hay ôi ôi, nó một không ra dân. Hồng Anh 31 dân trong khi nó một mới 27 dân thôi. Và tí nó một tôi nghĩ sẽ có một dàn phù thủy lên. Bài xe dường như có vẻ yếu. Hồng Anh thì đang chân lực ra ruộng. Bất tình lình bị một con sọc đơn có công vào trong ruộng sẽ làm cho em yếu đi. Không muốn những thứ tập trung tốt là rất dễ hoảng. Tham Lai hiện tại đang vẫn giữ là 41, rất to. Nhưng là tham dần, không có tham quân đến từ vị trí của mày. Còn bên phía game thủ No 1 trong trận đấu này không biết là sẽ đánh cái gì. Vâng, có chuyển cung A hay không. Thì bài em thủ No 1 là người sóc dần chậm hơn so với ông anh khá nhiều. Nhưng vấn đề là Siêng có tầm xa 2 và có bánh C, khả năng phát triển nó sẽ dễ dàng hơn. Vâng, thế như vậy là rất nhiều những bạn khán giả đã theo dõi chiến đấu live stream của ông anh trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, nhiều bạn thắc mắc rằng chất lượng hình ảnh mờ thì xin thưa các bạn là do có đôi khi là do mạng các bạn kém, các bạn không loát được thôi. Còn rất nhiều các bạn cũng đang xem dõi trên live stream của game thủ Hồng Anh thì các bạn vẫn thấy là vẫn có những chất lượng 1080. Những bạn không xem được hoặc là xem với chất lượng mờ thì khả năng là do mạng yếu thôi chẳng hạn. Chứ mình thì chỉnh thì nó hết cỡ rồi. Thằng này bắt đầu chứng lại. Hồng Anh đã chuyển xong công A của bài này. Nếu như nên chuyển hộ yếu thì chưa chắc nó một đã có cửa để sống. Mù kiểu gì vậy, khả năng Hồng Anh sẽ đẩy rất nhanh. Một đấu Hồng Anh đang quyết định đẩy luôn, với kẹp theo đó cả những con lạc đà, tất cả những gì em có trong trận đấu này. Hai bên đều có cung A. Đúng như tôi dự kiến, hiệp đầu nó một không người sóc không sóc dần là để chuyển A thôi. Tôi này dồn lên, thế trận dồn quân đừng cho nó một lên trận hoài. Ôp vào và nó một gãy luôn. Gãy luôn tân này với Hồng Anh luôn. Tập trung, những tân đó phải tập trung ăn quân trước.
tập trung ăn quân trước để tiếp tục bù dồn thêm quân lên. Erectus, Darwin, Erectus, 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 Papadakis, 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 cho mình hỏi là có bạn nào xếp được ngon không ạ? Vừa rồi mình check thì đúng là mờ thật. Mặc dù Noble Quit ạ, vẫn chịu đấy. Vâng, 1-0 đến từ đội anh có mờ giành chiến thắng trước Siang của game thủ Noble. Xwatch, xịt khử khuẩn ion kìm công nghệ Nhật Bản. Các bạn nhớ subscribe kênh YouTube của mình nhá.